những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời hiện thế trong xa cứ bạn như một thân nhỏ tốt tươi nàng đến. Nơi đây vây chung quanh bạn đàn con khôn ngoan xinh đẹp, tựa như ô liu xanh dần, trời non đang lớn Chúa thương chở che. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Trong một đời bạn ơi cùng lao tay bạn dài lâu xa hoa thơm nồng, mừng cho Sion hưng thịnh và vui con chó lăn con tài hoa. Phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Hồn con ca lên muôn lời, ta tụng danh Cha suốt đời. Ngài ban cho con gia đình, có mẹ có cha an bình, niềm vui con sẽ lành nhờ dựng xây mái ấm lâu bền. Chúa phúc cho đời con, phúc cho những ai tôn sơ Thiên Chúa, phúc cho những ai sống theo lời. Chúng con ngàn
Chúa luôn. Từ Sion Chúa thương tình luôn chung Thank you.
Thank you.
Thì đến Chúa Giêsu nói với các môn đệ: đây là huấn lệnh của thầy, các con hãy yêu mến nhau như thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người ý mạng sống vì bạn hữu của mình. Các con là bạn hữu của thầy, nếu các con đi hành những điều thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết điều chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì thầy đã nghe biết nơi cha thầy thì thầy đã cho các con biết. Không phải em Maria Trần Tuyết Mai, xin em hãy nhận chức nhân này làm dấu chỉ và làm trung thủy của anh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Anh Giuse Trần Nhật Khánh, xin anh hãy nhận chức nhân này làm dấu chỉ tình yêu và làm trung thủy của em, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Xin chào các bạn. Kể từ giờ phút này, anh Khánh và chị Mai chính thức trở thành vợ chồng trong mắt Chúa trong mắt xã hội. Các bạn chúng ta nổ một tràng pháo tay cho anh. Anh chị em thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện cho ra người tình mới này để họ một ngày yêu thương nhau hơn. Đồng thời cũng xin Chúa tỏ lòng nhân hậu mà nâng đỡ mọi gia đình. Chúa Kitô đã yêu thương hội thánh và người đã hiến mình vì hội thánh.
chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn trung thành với sứ mệnh người cha, là tiếp nối sứ vụ giao giảng tin mừng bằng mọi cách thế và hoàn cảnh của thời đại. Chúng ta hãy Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để nghi lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận nghi lễ ở tay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa là miêu vị cho chúng ta cùng đoàn để hội thánh người. Lạy Chúa chúng con, nài xin Chúa chấp nhận của lễ chúng con dâng để cầu cho lễ vật thánh hiến của và xin Chúa tận tình chăm sóc công vụ. Chính Chúa đã khôn ngoan xếp đặt, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Ta ở cùng cha. Hãy tâm hồn lên. Chúng con nghe lời lễ Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Toàn hội thánh trong đúng nguyên
cho anh chị được bền vững trong tình yêu thương nhau và được sống bình an. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lành, và mọi người đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng thương nhân Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với chị nữ Maria mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trong năm đức chi được đồ và toàn thể các thánh đã sống gần bằng Chúa qua ngoài thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người với người và trong người mà ngoài danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần nên muôn đời. Gắn bó với đức tin và các huấn lệnh của Chúa và khi
Thank you.
vinh phúc cho những người tin Chúa mãi thôi, trọn đời ân ơn theo đường lối Chúa dẫn đưa, cuộc đời an vui Chúa luôn che chở giữ gìn, phúc thay cho bạn thân tình yêu. Một Thiên Chúa luôn phúc thay ban nào ăn ở nẻo chính đường ngay, nảy đầy hoa trái do tay ban đã tạo thành, ban được ăn hương và bạn sẽ được gặp mây. Cho bạn thân tình yêu thánh lý mùa mai, cũng như nho lành cho sinh nhiều hoa trái tốt tươi, trong gia cư bạn phúc lòng chan chữa đầy dư nầy đầy con cá. Cho người sơ kinh Chúa luôn, xin thương chúc lành cho bạn cuộc sống bình an, để bạn nhìn thấy Zion an vui hương thịnh và được an bình mỗi ngày trong suốt cuộc đời. Cho bạn.